Chào tất cả các anh em. Hôm nay mình xin phép được hướng dẫn cái cách tắt mở loa ở trên đàn cọt. Thì theo lời yêu cầu của một số anh em chúng ta mới dùng cọt thì chúng ta chưa có biết cách để ngắt mở loa. Còn đối với những anh em là chúng ta xài rành rồi thì vui lòng bỏ qua video này nha, để mình hướng dẫn cho các anh em chưa biết. Có nhắn tin qua cho trong cái tin nhắn của mình ha. Thì dẫn đây mình cũng xin phép làm video luôn. Và để ngắt mở loa thì chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ hiện giờ là cái đàn chúng ta là đang có cái loa này, chứ không phải giống như Yamaha đâu. Chúng ta phải, nhiều anh kêu cắm cái dây vô cái tai phone này chi cho nó mất công không. Thì bên dàn co này, nó dàn cọt này đó, nó cho phép chúng ta mở loa tùy thích. Chúng ta không cần phải cắm cái gì rắc 6 ly vào làm gì mất công mà nó lại vướng ha. Thì bây giờ để ngắt mở loa tùy thích, chúng ta muốn tắt loa thì chúng ta làm cái gì? Giờ loa đang có tiếng. Quý vị, chúng ta hãy vào bấm nút Global này nè ha. Global. Sau đó chúng ta bấm vào cái nút menu. Đó, quý vị thấy không? Menu ngay bàn tay này, ngay cái trục quay này thấy chưa? Bấm menu. Rồi. Ở đây nó sẽ xuất hiện cái màn hình như này. Chúng ta sẽ bấm vào cái nút Audio và video đây nè ha. Nè, thấy không? Đó. Cái hàng thứ hai từ trên dưới này, bấm vào đây. Đó. Sau khi nó ra cái màn hình như này, chúng ta sẽ nhìn vào cái chữ mà nó có chữ MP3 đó. MP3 speaker đó, chúng ta sẽ nhấn vào. Lấy cái tay chúng ta chích vào đây đó. Thì hiện giờ nó trên chữ speaker này nó hiện cái nút màu xanh là nó đang hoạt động, loa nó mở. Giờ chúng ta muốn tắt loa thì chúng ta sẽ bấm cho nó mất cái nút màu xanh này. Rồi lúc này nó sẽ không còn kêu nữa ha, bấm biết không kêu ha. Rồi, và tương tự khi chúng ta mở loa thì chúng ta lại nhấn cho nó hiện cái nút màu xanh này lên là nó sẽ có âm thanh, hiểu chưa? Đó. Có nghĩa là nó không có màu xanh là nó không có mở loa, có màu xanh là nó mở loa đó, thấy không? Rồi, hiểu chưa? Rồi, video của mình đến đây xin kết thúc. Quý vị các bạn vui lòng đăng ký kênh để đón nhận nhiều video mới, và cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Rồi, chúc cho anh em chúng ta thật nhiều sức khỏe, chúng ta có nhiều show để phục vụ cho cuộc sống của chúng ta thêm khoản thu nhập. Trong khi làm video có gì sai sót, mong rằng anh em chúng ta lượng thứ bỏ qua cho. Di Sơn, Di Nhân Thành cảm ơn tất cả các anh em. Mình là Bạch Ngọc Di Sơn ở Quảng Ngãi ha. Có bạn nào muốn kết bạn thì chúng ta vào Facebook có tên ở phía trên đó mình mới đọc đó, và cái số điện thoại của mình là 0917 937 991 ha, 0917 937 991 ha, là số này cũng là số Zalo luôn. Rồi, mến chào tất cả các anh em, hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.